Jalan. Chiến thắng 3-2 trước câu lạc bộ Quy Team, một chiến thắng lội ngược dòng và đầy vất vả của đoàn quân huấn luyện viên Thành Bon. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Lam Hồng sẽ ra sân và người đứng trước bóng đang là Nguyễn Công Toàn. Hàng rào 3 người. Trong trận đấu đầu tiên giữa Văn Minh Miền Nam và câu lạc bộ Hạt Điều Thương Thường thì Hạt Ozil đã có một bàn thắng rất đẹp từ chấm đá phạt. Suýt chút nữa thì bàn thắng đã đến với Đạt Vinh Tiến. Rất nhanh. Tuy nhiên không có gì là khó khăn đối với Tùng Sa Đạp và những tình huống như vậy. Phạt đen nhưng mà không vào. Lần thứ hai xa ngang. Đánh đầu. Cơ hội và tỷ số đã được mở cho Lam Hồng. Người mang về bàn thắng cho Lam Hồng đó là Sơn Nemanja. Sơn Nemanja đã có mặt đúng lúc để đánh đầu. Bóng đã bật vào xà ngang trước khi anh có cú đệm bóng để có thể dễ dàng đưa được bóng vào lưới. Rồi và tỷ số được san hòa. Ý nghĩa địa bàn là người đưa trận đấu về vạch xuất phát. Một tình huống bên phía Đạt Vĩnh Tiến. Người vừa có đường chuyền kiến tạo là cầu thủ vừa được đưa vào sân Định Hùng. Hàng phòng ngự của Lam Hồng đã bỏ quên ý nghĩa địa bàn ở tình huống này. Rõ ràng là ngay cả đội trưởng Việt Cafu cũng gây sức ép được với Lam Hồng. Cơ hội không được. Đó là pha dứt điểm ngay của Phát Ngựa. Có vẻ như là Đình Bảo vẫn chưa thật sự bắt nhịp được với sâu 7 ở trận đấu này. Như vậy là trọng tài quay chậm này. Một tình huống quá rõ ràng. Định Hùng và Tùng Xe Đạp. Định Hùng rất dễ dàng. Anh đã đánh lừa được Tùng Xe Đạp. Tùng Xe Đạp đã đổ hướng sai. Số và bây giờ là cuộc lội ngược dòng. Họ đang... Tùng Xe Đạp đã dâng lên khá cao. Cơ hội! Cơ hội! Và tỷ số được san hòa! Khi mà đồng hồ đã bắt đầu bước sang phút thi đấu bù giờ thứ tư. Và trọng tài chưa thổi có chút nữa thôi, có khi còn là mất hẳn cả một điểm. Và bây giờ thì trận đấu mới khép lại với trận hòa 2 đều. Một trận hòa vất vả của Lam Hồng và cũng vô cùng may mắn của đoàn quân ông Thái Khắc Thìn.